Xin chào các bạn. Vâng, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào clip số 6 của ngữ pháp N2. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng hợp lại toàn bộ những ngữ pháp của N2, những cái ngữ pháp mà liên quan đến sư rự trong chuỗi ngữ pháp, trong toàn bộ cái ngữ pháp của N2 nhá. Mình đã tổng hợp hết đây rồi. Nên là cái này rất thuận tiện cho các bạn nào mà dùng để như kiểu là tra cứu, coi những cái video của mình giống như một quyển từ điển để tra cứu. Ví dụ clip số 5 là nói về ưu ự, số 6 là về sư rự mọi người nhá. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào giải quyết 5 phần ngữ pháp. Một là karaste, hai là tostara, tosure, ba tosuruto, nghĩa giống nhau. Ba là nistemo, nishiro và niseo. Bốn là nistewa. Năm là nistara, nisureba, nistemireba và nistemo. Thế thì cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ bước ngay vào từng ngữ pháp một ngay bây giờ. Chúng ta bước vào bài ngữ pháp đầu tiên. Nhất, danh từ cộng mẹ karaste. Tức là ở đây thì có khi phần tiếng Việt bên trên phải không? Ngay từ cái gì đó đã nhận ra được một điều gì đó đúng không? Okay. Chúng ta đưa dòng nhận xét gì đó. Ngay từ từ cái gì đó. Ok. Chúng ta nhìn từ cái danh từ và chúng ta nhận xét như thế nào đó. Ok. Câu 1 nhé. Watashi wa domo niko ga nigate nan desu. Aru hikari me kara shite nantonaku kowai kanji ga suru. Ok, chúng ta sẽ giải quyết từng phần một này. Ví dụ câu nửa câu đầu đúng không? Tôi thì rất là sợ mèo. Cái từ nigate mặc dù là mang ý nghĩa là yếu kém, trái ngược với từ tokui desu ne. Tuy nhiên trong trường hợp này khi mà danh từ gán nigate mình dịch bằng nhát, bằng sợ đúng không? Tôi rất là sợ mèo. Ngay từ cái ánh mắt mà lóe sáng của nó, bọn mắt mèo rất là kinh đúng không? Mà nhìn thấy thôi đã thấy không hiểu sao mà thấy rất là sợ rồi desu ne. Nhìn từ cái ánh mắt đấy đã thấy sợ rồi, được chưa nhỉ? Ok. Câu số 2. Musuko wa 30歳 ni mo naru no ni hanashikata kara shite mara koromo poi. Câu này rất là hay đúng không? Con của chúng tôi này, trời ơi, nó 30 tuổi rồi nhưng mà từ cái cách nói chuyện thôi đã thấy vẫn toàn kiểu trẻ, vẫn là rất là trẻ con rồi đúng không? Con là trẻ con. Chứ chưa nói những cái khác. Ok. Này. 3 番. Sasuga pro no senshu wa hasirikata kara shite watashi tachi to wa chigau. Rồi, chúng ta có thể nói những cái vận động viên marathon chẳng hạn đúng không? Quả nhiên là vận động viên chuyên nghiệp có khác, từ cái cách chạy thôi đã thấy khác với bọn mình rồi, được chưa nhỉ? Đấy nhá, ngay từ cái gì đó hay từ cái gì đó đã đưa ra một nhận xét gì. Ok, 2. Tiếp theo, cái thông thường đúng không? Cộng với tostara, tosureba hay là tosuruto. Thì cái này mình sẽ dịch bằng một từ rất đơn giản thôi. Giả sử như thế này, nếu như thế này thì như thế nào đó. Ok, này. Thứ nhất, 責任があるとしたら私ではなくあなたの方ですよ. Nếu như mà để mà bảo là có trách nhiệm trong việc này thì không phải là tôi đâu mà là cậu thì mới đúng đấy. Ok, tức là mình đặt ra một cái giả sử nào đó và là nếu mà phải nhận trách nhiệm thì không phải là tôi đâu mà là cậu mới đúng. Ok chưa nhỉ? Đấy, câu 2. 死ぬとすれば 8歳年上の私の方が早いはずだ. Câu này mình lấy ví dụ như kiểu một thầy Dũng là mình đúng không? Thầy Dũng hơn mình 8 tuổi, mình kêu anh em sắp chết rồi. Ví dụ thế, em già quá rồi. Xong anh Dũng bảo chết. Ôi, nếu mà chết á thì việc với anh thì anh hơn em 8 tuổi đây này. Anh chắc chắn là anh sẽ chết sớm hơn em đấy. Đây là từ một kêu thang nữa. Hay ai đây là nhanh nhanh, tức là ý em chỉ là mình sẽ chết sớm hơn. Ok. Hai. Câu thứ ba. Nihon ni ryugaku suru to suru to いったいどのくらいお金が必要なんだろうか. Giả sử như nếu mà tôi mà đi du học Nhật Bản chẳng hạn thì tóm lại là mất khoảng bao nhiêu tiền đây? Sẽ hay cần thiết một khoản tiền là bao nhiêu? Ok. Hay thì tất nhiên là ngày xưa mình cũng học rất nhiều cách nói, ví dụ như trong trường hợp là ba ai hay là tà là nếu như đúng không? Nhưng mà càng học lên cao thì mình càng học nhiều ngữ pháp hơn nên có thể dùng ra linh động được. Okay. Nên là mọi người cứ trước tiên là nhớ ngữ pháp của chúng ta nhé. Trong cái phần này ngoài tố sư đệ tố tố sư đệ ba tố ít tà à tố stara thì cái từ mà tố nát tà là hay tố na đệ ba tố na đệ tố nó mang ý nghĩa giống hệt như cái mẫu bên trên chúng ta vừa gặp, thì nó thuộc về từ na đệ nên em để riêng ra và mọi người cũng nhớ luôn nhá. Thì bây giờ nghĩa hoàn toàn giống nhau, cũng là nếu như, được chưa nhỉ? Ví dụ như câu số 1 này, hikkosu to naru to kanari no okane ga kakaru daijoubu kana. Nếu mà chúng ta chuyển nhà thì sẽ mất khá là nhiều tiền đấy, không biết có sao không nhỉ? Hay là câu số 2 nhé. Hayaku sotsunyo shitai to omotte iru ga
本当に卒業するとなったら寂しさを感じるだろうですね。Câu này có thể dịch như sau. Câu này dịch như này. Thực ra thì đúng không, chúng ta cũng đều muốn là tốt nghiệp nhanh, ví dụ học sinh viên đúng không? Tốt nghiệp nhanh nhanh thôi. Nhưng mà quả thực nếu mà tốt nghiệp thật rồi thì lúc đó sẽ chẳng chắc hẳn chắc chắn là sẽ cảm thấy gì nhỉ? Buồn đây. Gì nhỉ? Cảm thấy buồn đấy. Ok. Ok, chúng ta sẽ bước sang ngữ pháp ngày ngữ pháp số 3 ngày hôm nay, đó là thể thường cộng với tối stemo. Chúng ta lưu ý nhá. Okay. Thể thường cộng với tối stemo, thứ hai là danh từ hoặc là dạng thể thường cộng với ni stemo, ni shiro và ni seyo. Tuy nhiên trong thể thường lần này thì có một cái lưu ý nhỏ là chữ đà, danh từ đà hay là tính từ đôi na đà chúng ta không để đà nữa mà chúng ta dùng từ đeru. Mọi người nhớ ghi chép lại cái phần này nhá để học okay. nhá. Hay thế thì mình sẽ dịch là dù cho hay dẫu có là có gọi là cách xa rời bố mẹ đúng không? Bố mẹ với mình nhưng mà cố gắng là làm sao để sống gần bố mẹ được thì càng tốt được chứ nhỉ? Ok. Câu 2. 時間がないにしても連絡ぐらいしてほしい。như kiểu là thầy Dũng mà đi đi đâu chơi đúng không thì mà dù nói là gì nhỉ, dù cho là không có thời gian chăng nữa nhưng mà em cũng muốn là anh ít nhất phải gọi điện hay là cái gì cho em đúng không? Liên lạc cho em. Hai, thứ ba, たとえ悪い結果にしろできることは全部やってきたのだから後悔はしない。Câu này một câu rất là hay mọi người ạ. Nếu như những bạn nào như chúng ta đi thi chẳng hạn đúng không? Dẫu cho dù có là gì nhỉ? Dù có kết quả có xấu hay chăng nữa nhưng mà những việc mà mình có thể làm thì đã làm hết rồi, thế nên là tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận đâu. Cô cái ạ, chỉ này ですね. Câu thứ tư. 何をするにせよ心込めて取り組みたい. Câu này mình sẽ dịch như sau, đó là dù có chuyện gì chăng nữa, nan nhỉ, hay dù có làm gì chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ rất là muốn gì nhỉ, hợp tác bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả sự chân thành của mình, được chưa? Ok nhá. Hai. Bộ thứ tư còn hai bộ nữa đúng không? Ừ. Câu này dễ rồi. Danh từ hay là thể thường đúng không? Thì để ra được. Ni ste wa vậy mà. Ni ste wa. Ví dụ như này nhá, mình có hay nói với học sinh như thế này. Ví dụ một anh Tây đúng không? Mà tiếng Việt rất là giỏi thì nhìn ôi thằng này Tây mà nói tiếng Việt giỏi thế. Ví dụ như thế thì ta sẽ là câu là gì nhỉ? Nihon ano gaikoku jin ni shite wa Vietnamu go ga umai desu ne. Ok. Ok, dễ hiểu rồi đúng không? Nhớ nhá. Hai. Câu 1. Kono keiki koromo ga tsukutta ni shite wa oishiku dekite imasu ne. Có cái bánh ăn rất ngon đúng không? Ui dồi, cái bánh này đúng không? Mặc dù là gì đấy nhỉ? Mặc dù là đứa trẻ con nít nó làm thế mà sao ngon thế nhỉ? Ok. Hai. Thứ hai, 今は冬にしては暖かい. Câu này mình sẽ dịch là bây giờ đang là mùa đông mà sao lại ấm thế này nhỉ? Mà ấm quá, được chứ nhỉ? Okay. Hai. 3. お母さんが40代にしては若く見える. Ok, câu này sẽ là mẹ đúng không? Mẹ của anh, của chị thế nào đó đúng không? Mặc dù là 40 tuổi rồi, vào khoảng độ lứa tuổi 40 rồi, sang 40 rồi mà trông vẫn trẻ nhỉ? Okay. Mặc dù thế này mà lại thế này. Ok? Okay. Tiếp theo, thứ 5. Hay danh từ cộng ni shitara, ni sureba, ni shite mireba, ni shitemo đúng không? Hoàn toàn giống nhau nhá. Trên cương vị hay là đối với một ai đó cái gì đó. Tức là mình đặt ra một cái cương vị đối với tức là trên cương vị là người như thế này thì nhận xét hay thì thấy thế nào đó. Đối với ai đó đúng không? Đối với tôi hay đối với anh đúng không? Hai. Hai. Kimi mo iroro yowarete mendo daro ga kimi no okasan ni shitara kimi no koto wa shinpai nan da yo. Câu này như kiểu mình khuyên đúng không? Công nhận là bị nói nhiều, iroiro iwarete to desu ne. Công nhận là bị nói nhiều thì mày chắc là cũng thấy khó chịu đấy, được chưa nhỉ? Thế nhưng mà trên cương vị là mẹ của mày thì chắc chắn là bà ấy đang lo cho mày lắm đấy, được chưa nhỉ? Hai, câu số 2. Tabako wo suu hito ni sureba tabako no gai nichuite no warai wa saketai daro to omou. Ok, câu này là một câu nghe có vẻ khá là khó và đúng chất của thứ hai mọi người ạ. Mình sẽ dịch như sau. Đối với những người mà hút thuốc lá ấy, thì chắc hẳn là họ sẽ muốn né tránh những cái câu chuyện mà liên quan đến vấn đề là về những cái thiệt hại, à không, những cái gọi là tác hại thuốc lá. Ok, tác hại thuốc lá. Ok, câu này sẽ là như vậy nhá mọi người nhá. Ok.
Hết rồi. Hết rồi. Những mẫu câu của chúng ta về lý sự đúng không? Ừ. Đã kết thúc. Các bạn có thể xem lại và tóm tắt nhé chưa? Nghe thì có vẻ nhanh nhưng mà thực ra trên clip thì đúng là bọn mình phải dạy nhanh thật. Nhưng mà clip mà có thể tua đi tua lại cũng phải vừa nghe và dừng lại thì mọi người nhớ vừa xem và vừa ghi chép lại để học nhé. Okay. Hay hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye.